Mày chạy bằng tao không có. Mày chạy bằng tao không có. Chạy nó. Đứng lại. Đứng lại. Chạy mày đông nó các bạn ơi. Rớt ngoài, rớt ngoài. Rồi rồi rớt. Rớt mọi người ơi. Kìa đó, nó bay đó, bay đâu luôn. Bay lên lại kìa. Kìa đó, nó bay đó, bay đâu luôn. Bay lên lại kìa. Ok, chào anh em nha. Hiện tại mình với anh Phú, mình Phạm Phú nha, đang có mặt trên cây cầu các bạn ơi. Anh em mình xuất quyết định đi săn cho con kinh này nha. Đó. Con kinh này trong clip vừa rồi thì mình đi bắn, mình có loại xong rất là nhiều nha các bạn. Đó, cò bay kìa. Ok, thì chút xíu thì anh Phú sẽ đi đường bên mé tay trái nha, còn Đảm sẽ đi bên mé tay phải. Ok, thì hôm nay mình đi săn bằng cái mẫu ná A7V5 này nha các bạn. Đây. Da này da của Exeter mới quan tâm nha. Hôm nay mình test thử luôn bóng B6 nha các bạn. Khổ thì tí xíu mình sẽ nói cho anh em xem sao. Ok, vậy anh Phú đi đường bên đây anh Phú. Thì anh em mình, anh Phú cũng có một cái túi nha. Mình ở đây mình cũng có một cái túi y chang vậy nè. Túi này là mình may nha. Đây. Ok. Nhưng mà anh Phú người ta là anh có hai con cua rồi, mình chưa có con nào các bạn ơi. Cầm các bạn, dướng cây rồi, mình phải đi ra xa nha. Một con, một con, còn con các bạn ơi, đó một con cua cầm các bạn, hồ bay rồi, hơi, xong lại lội sông đây. Sáng sớm một con cua cờm lọt xong các bạn ơi. Điện thoại luôn. Con đầu tiên là mình phải đi lỗ sông rồi anh em ơi. Chính là con đầu tiên các bạn. Bỏ cũng rất là ngoài. Tiếp tục các bạn ơi. Lắm. Cò các bạn. Cò các bạn. Rồi bên trong các bạn. Hôm nay bóng B6 các bạn. Khổ 11-19-125. Con thứ hai các bạn ơi. Cu cờm với cò. Cu
vô vỏ. Ok, mình gửi vỏ xong tiếp tục đi sang tiếp nha anh em. Hôm nay mình đi bắn một mình, một con đường bên đây nha. Anh Phú thì đang bắn bên kia. Cò các bạn ơi, chân trắng các bạn đó. Mày chạy nãy giờ hả mày? Hay, lội thôi các bạn ơi. Rồi các bạn, rồi thứ hai các bạn ơi, ui con này, con này khá mọc nha các bạn. Mình nhổ lông cánh nha, lỡ nó có tỉnh nó bay không được anh em. Ok, bây giờ mình để mình điện anh Phú nha các bạn, coi hỏi thăm tình hình ảnh sao rồi. Em không? Không có con nào hết. Không gặp phải vậy? Ủa, cũng gặp một hai con nhưng mà nó nhét quá. Chạy tới đâu rồi? Bây giờ cái đường đải vô mà anh chạy lên tới cuối đường đó mà cái kinh ghẻ trái nè, anh ghẻ qua kinh bên trái luôn. Vậy hả? Ê, em vậy là anh qua cây cầu đanh với anh qua cây cầu sắt nhỏ đúng không? Ủa, cái, qua hai cây cầu đúng không? Không, có nghĩa là hồi nãy cái kinh của mình phải không? Ừ. Ờ, cái bắn này có gì thì nó cũng đảo đảo vòng vòng đó chú, có gì gặp thế cầu đanh. Ừ, em hai con cò với con cu cơm nè. Mấy con rồi? Hai con cò, con cu cơm. Hay quá. Mấy nó dưới sông á. Dòng cái kỹ nghe. Rồi ok ok. Rồi rồi. Ok vậy là mình đang dẫn trước anh Phú hai con cò nha các bạn. Anh Phú kém may mắn các bạn ơi. Ok, tiếp tục hành trình nha. Em ơi anh Phú. Mấy con? Con gì? What? Mấy con? Má bắn lội xong tự khỏi quần vô. Trời em nè. Thằng mấy nhẹp chứ nè. Giờ này nó xuống ít. Giờ nãy lên cây rồi, khoảng 1-2 chiều á. Đi mấy kinh nhỏ đó nhưng mà nó cấm lỏng mà khó nút. Ừ, cái kinh nhỏ đó phải không? Ừ. Cái nhỏ đó đâu nút được đâu. Bây giờ bắn được mấy viên đạn. Ok, anh Phú bắn cũng khá nhiều nghe nè. Mình bên kia cũng cũng bộn rồi. Ok, bây giờ anh em chắc kiếm chỗ đi. Địa điểm ăn mì các bạn nha. Xích lên đây có mấy kinh nhỏ, vô đây mát rồi. Ok, đi. Ok thì
hôm nay mình quyết định ăn mì chỗ này nha các bạn. Đây có cái võng các bạn ơi, dưới một gốc cây me nha. Ủa, tuyệt vời tuyệt vời. Ok, bây giờ anh em tôi nhóm thang nha. Thung này mua đâu vậy? Hả? Chú em á. Chú hả? Dạ. À, chị ná không biết, không có coi YouTube Bi hả? Có, em có coi. Có coi của Đạo Nguyễn và Phong Phú không? Không, không. À. Nửa gì gõ Đạo Nguyễn á. Hôm bữa em cũng gặp hai anh kia chạy vô. Vậy đó hả? Gặp ở đâu? Ừ. Ok, gì gõ Đạo Nguyễn đi rồi sẽ gặp cưng trên đó ha. Dạ. À, anh em. Nghe mày chơi cái ná nhìn cô bốc quá các bạn. Nhánh này là nhánh cầu ca. Buộc giải các bạn ơi. Ná thủ Định Phú. Rồi ok. Dễ thương quá, một follow. Ở đây mình có me luôn nè anh em. Chú bông mì xong bẻ me chú mình ăn luôn. Im im. Bây giờ mình trong lúc chờ anh Phú nó mình lên bể me các bạn. Như là bự bự dài dài hết tốt. Có trái nhưng đầu bự rồi. Nghe không ơi bé? Nghe các bạn. Nghe các bạn. Ok. Đây. Me rất là nhiều luôn các bạn ơi. Quên lấy mấy cái lá chuối lên ta. Dở quá. Bây giờ mình đi kiếm lá chuối các bạn ơi. Ra bây giờ mình sẽ đi kiếm lá chuối các bạn. Đây chút xíu mình lót à, mấy nay mình ngồi ăn nha. Ok, bây giờ mình sẽ xé mì để vô nước sôi nha anh em. Có gì ăn đó anh em ơi. Chà, hai thằng bốc luôn chứ đâu. Chà, quên. Không đem đũa muỗng cho anh em ơi. Đây, mình lấy dao mình chặt đi. Đây, đảm đang làm tô. Em, mấy anh em thấy trải nghiệm của Phú với Đảm không? Đơn giản rồi mà hai anh em rất là thích nha. Đổi ăn nó ngon. Ok, mình sẽ chờ trong vài phút các bạn. Anh Phú đang chẻ một cái nhánh me ra mình làm đôi đũa các bạn. Ok, hai anh em đang kéo một cái ruộng lúa các bạn. Đây nè, lúa sát một bên luôn các bạn ơi. Hai anh em đang ngồi dưới một gốc cây, đang chuẩn bị ăn mì, thưởng thức vài trái me nha các bạn. Me trên đây mình có sẵn luôn các bạn ơi. Vô. 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 Có này cũng tiện nha anh này, cái phần cây của anh Long. Có cái cán. Ăn mè em cưng. Thôi. Sao à? Dạ có mè. Có cây với mấy xanh. Tại mình làm biến. Thế mình nhổ lòng mấy con cô mình nướng. Ok luôn, mà mệt quá. Cô để cô để chiều đi. Con muối này anh Phú anh dự trữ nha anh em. Anh đem theo nè. Đục có chữ ớt nữa nè. Rồi. Ok, mời anh em nha. Chua. Trời ơi, sao chơi trái bự như vậy? Bẻ trái bự ăn cho đã, có trái nhỏ đâu bà. Trái non à? Hết rồi, không có trái non đâu. Trái non mà nó không đỡ chua.
này chua thế đấy. Chua này mới phái. Ok, tôi phú cho mời anh em nghe nha. Mời anh em nha. Anh em xem đừng có chửi Phú với Đảm nha. Nhất là ban đêm đó. Ok, mời. Yo. Chua mà đã. Tuyệt vời nha. Ok, anh em mình dùng một phát chấm e xong rồi tiếp tục đi săn các bạn. Con các bạn. Hai mày bẹp dạ ghê luôn. Hai mày bẹp dạ bắn hết con bay đâu rồi. Ok, mình sẽ lượm con chút mày bẹp này nghe các bạn. Còn con nữa thì dạ lắm. Bay cho bay vụ chèm kia rồi. Buồn bẹp khá là dài các bạn. Già dữ lắm, già luôn. Già dữ lắm luôn. Sắp ao. Hai con. Nè. Tiếp tục nha anh em. Mày tưởng mày thoát à. Rồi gấu tiêu phá xe luôn em ơi. Mình mới bắn mười bẹp đi mới gớt chịu phá xe mất tiêu luôn rồi. Hả? Mà xe vẫn chạy. Ok, mình để đi nè, mình kiếm phá xe cái này mày. Mẹ báo tao không hà. Trên bờ mày không chịu rớt đâu. Tiếp tục nha nè. Cái túi của Đạo ít hơn túi của anh Phú rồi mọi người. Phú đi đâu? Bự quá. Phú này đi trúng luôn rồi. Đây hai cái túi hai anh em mình rất là nhiều nha. Ok, thì này chắc mình đưa cho anh Phú, tại sắp tới bên Phú có đám cưới nha, mình sẽ đưa cho Phú vô chuyển mồi để dành đãi khách các bạn ơi. Ok, anh em xem video hãy nhớ like share cho 10 cùng xem nha. Ok, giờ chia đi dọn qua cái bên anh đi Phú ơi. Ngọc nửa tối này nữa qua lấy sao.
Vậy mới qua Long nè.